Giá xe Kia Seltos lăn bánh tháng 3 năm 2021. Kia Seltos sở hữu thiết kế đẹp mắt, đầy hiện đại, được lấy ý tưởng thiết kế từ mẫu Concept Kia SV2 và là dòng xe crossover 5 chỗ cỡ nhỏ hạng B. Mẫu SUV Kia Seltos sở hữu kích thước chiều dài rộng cao lần lượt là 4315 x 1800 x 1645 mm, chiều dài cơ sở là 2610 mm, khoảng sáng gần 190 mm, kích thước tổng thể nhỉnh hơn so với các đối thủ cùng phân khúc như Hyundai Kona, Honda HR-V và Ford Escort, nhưng vẫn thua kích thước của Toyota Corolla Cross. Kia Seltos có 5 màu sơn ngoại thất gồm đen, trắng, đỏ, cam, vàng. Về ngoại thất của Kia Seltos, Kia Seltos sở hữu thiết kế vuông vức và không kém phần thể thao. Đầu xe nổi bật với cụm tản nhiệt hình mũi hổ đặc trưng, nối liền với cặp đèn pha 2 tầng LED. Ngoài ra xe còn có thêm đèn chạy ban ngày, đèn sương mù trước dạng LED. Dọc phần thân và các đường gân dập nổi sắc nét. Phía sau cụm đèn hậu LED 3D được tạo hình cực kỳ sắc sảo. Ốp cản sau với bộ khuếch tán khí động học đi cùng miệng ống xả cỡ lớn. Mâm hợp kim kích thước 17 inch 215/60R17. Về nội thất, Kia Seltos sở hữu khoang nội thất được thiết kế khá hiện đại với nhiều trang bị tiện nghi, bao gồm cụm đồng hồ hỗ trợ lái dạng analog kết hợp với màn hình 7 inch thiết kế nối liền với màn hình giải trí trung tâm kích thước lên tới 10,25 inch, có hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh CarPlay, Android Auto. Bản thấp hơn dùng màn hình 8 inch. Bệ tì tay trung tâm có thể trượt, trang bị cửa gió điều hòa và cổng sạc USB cho hàng ghế phía sau. Đặc biệt, màn hình giải trí trung tâm của Kia Seltos có kích thước lớn nhất trong phân khúc crossover hạng B. Ghế ngồi bọc da đen nổi bật với đường chỉ khâu màu đỏ. Trang bị dàn âm thanh cao cấp, đèn trang trí với 6 chủ đề và 8 màu khác nhau. Gương chiếu hậu chống chói SCM bản cao cấp. Về động cơ của Kia Seltos trang bị động cơ 4 xi lanh thẳng hàng, dung tích 1.4 tăng áp cho công suất tối đa 138 mã lực tại 6.000 vòng 1 phút và mô men xoắn cực đại 242 nanomen. Đạt được trong giải vòng tua từ 1.500 đến 3.200 vòng 1 phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước thông qua hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp tiêu chuẩn. Xe có 3 chế độ lái và 3 chế độ kiểm soát lực kéo. Về độ an toàn, Kia Seltos được trang bị nhiều công nghệ an toàn chủ động và bị động như 6 túi khí, ổn định thân xe, kiểm soát lực kéo và kiểm soát ổn định điện tử, khởi hành ngang dốc, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, cảm biến độ xe trước và sau, camera lùi. Về ưu nhược điểm của Kia Seltos, ưu điểm thiết kế ngoại hình đẹp, không gian rộng rãi, nhiều trang bị tiện nghi dẫn đầu phân khúc, hộp số 7 cấp ly hợp kép mượt mà, giá cạnh tranh. Về nhược điểm, khả năng tăng tốc không thực sự ấn tượng, vô lăng chưa cung cấp nhiều phản hồi. Sau đây là bảng giá các bạn tham khảo và thông số kỹ thuật của Kia Seltos.